Để tôi. Con lắm năm ơi. Con nha. Hai giờ là với cái lưng chẳng cứ ngắt. Hai giờ đi lụm cụm tay cũng đi. Năm nay lạnh nhiều đó, lạnh cái sống quỳ lạnh gì không? Lạnh dịch bệnh. Bệnh là lạnh, bệnh rồi từ hai giờ xuống ngồi thì mẹ xuống đây rồi quay lại đây à. Ông Nam giảng giùm cho con là câu văn lai thính giả với vĩ tự vi vô quá ông Nam. Văn lai thính giả. Thính giả. Văn lai thính giả. Dạ, với vĩ tự vi vô. Dạ. Tức là cái lợi văn rồi ơi, rồi ơi, nó đến cái lọt tai của thính giả cái người nghe tức là cái câu văn á thì nó thuộc vô duy chứ nó không phải hữu duy, cho nên cái lời nói hữu duy nó không nói được cái chỗ cao siêu bầu nhiệm của cái ý như vậy đó. Cái chỗ cao siêu bầu nhiệm của Phật pháp thì không thể dùng cái lời nói bằng văn chương bằng chữ nghĩa mà là cái chỗ rất ra rất tới vậy. Rồi đây bây giờ là sao con? Dạ có anh này ảnh nhờ con hỏi là ảnh tụng kinh Địa Mẫu và đọc 49 biến chú Đại Bi có được không ông Năm? Thật ra thì không ăn thua vậy. Tụng kinh không có lắc vào, hành kinh mới lắc vào. Mà tụng kinh mình cũng không hiểu nghĩa, rồi tụng khơi khơi cái đâu anh thôi. Phật biểu mình làm chứ Phật đâu có biểu mình tụng. Kinh thức đạo kinh chân chẳng tụng, việc tâm kinh thức tướng chẳng tụng. Đạo lại tâm tâm đạo chức tùng, tùng tâm đạo mới là Phật đạo. Thần thú chủ trương có không làm, làm hình tướng, nên không ai lắc lạc. Không ai lắc lạc. Còn đục bỏ chủ trương vô gì, không gì đây nữa. Rút. Đó là làm tâm thì nó là mấy hai đây có hai thầy dạy theo lục tổ theo thầy tú mình tu theo thầy nghe này nhưng mà theo thật tập thời đạt bớt nó hay đạt à, còn những người tu ở chùa tu theo hình tướng đều là cái hình tướng có đâu có cả thánh rồi trong chú người cho nhậu luôn đúng rồi đây sao đó dạ đạo mà ông Năm giảng gì kiến tánh cho chúng con ngay đi ông Năm rồi phải đạo người ta cũng sắp sắp chữ kiến là thấy, chữ pháp là cái sự thật vốn sẵn có của mình, mình thấy được cái sự thật vốn sẵn có của mình gọi là kiến lắm, chứ không phải kiến ở đâu ra. Bây giờ xây cái con mắt trở lại cái tâm, xây cái lỗ tai trở lại cái tâm, nghe trong lòng thấu suốt trong lòng. Thì lúc nào cũng thấy cái tâm nó ứng dụng cao đúng đấy là tôi vậy là không biết tôi dọn đâu mà cứu mà tôi theo mà tôi hoài không ai lắc đầu thì cái cô đó cũng còn hiểu nghĩa cổ tốt thôi như đâu còn mấy người kia biết ra thì tôi bắt đầu lại dạ có một em nhờ con hỏi là em ấy tu bên thầy mà em bị nhức tâm và trong tâm em có biến rất nhiều vị Phật và các vị Bồ Tát và các vị Thánh Tăng dạ bốn đoạn với hai dạ sư ông có một em nhờ con hỏi sư ông á sư ông xem cái này là cái gì hả sư ông to
cái này giống cái bài vị quá à, cái này dưới nam không à, bài vị hả sư ông? Bài vị để thờ cúng hả sư ông? Cái bài vị để ta cúng á, để trong nhà ta cúng có có bà có mua cái khánh lớn vậy nè, đó bà đó bà có mua cái khánh đúng rồi đúng rồi, cái này là cái khánh giống như là cái khánh người ta dán vô á chưa không? Là vậy là cái này là cái bài vị cái đó chữ nam không à, cô không có đọc được cái đó viết có mấy hàng chữ ra chữ nam không à. Thì cái bài vị này nè cái bài vị này á thì viết toàn chữ nam không à, không có gì nữa. Cái bài vị này, cái bài vị này là người ta mới mua cái khánh bán ở chợ có cái khánh mới lớn vậy nè, cái vô cái mình dán cái khánh rồi giờ ta cúng tối người ta đốt nhang cúng nước rồi đốt nhang rồi ta hoặc là chưng bông hay là hoặc có rồi cái đó là cái bậc nó có thể là gần tới cái quả A La Hán rồi mới có thể biết được, chứ cô nói chắc là cô không biết. Dạ sư ông, sư ông cứ giải thích tại vì Phật nó quá cao. Dạ không, tại vì có một Phật tử nhờ con hỏi cho sư ông giải á. Tri kiến Phật tức là trí Phật, tức là trí Phật, đó là trí huệ của Như Lai. Cái chuyện đó cái đó, cái tri kiến Phật đó là ví dụ như Bằng Đạo đây hay là chú này hay là chú đó hay chẳng hạn, mà cái người tu nha, học Phật thì khoảng được Phật dạy, chú học mới đầu vô học đạo, mình học kinh pháp thôi, thì sao từ từ Phật thuyết pháp lên cái bậc mà cái bậc mà tới bậc hàng thanh văn á, bậc tu đầu hoàng, tôi là hàm A Na Hàm đó, cái bậc hàng thanh văn đó, thì đó là cái Đức Phật thuyết pháp là cái thời pháp đó là cái với Phật dùng cái trí huệ của Phật á, dùng cái trí huệ của Phật gọi là tri kiến Phật á, đó là để mà thuyết pháp cho quý vị đó chứng ngộ là hết lời pháp đó rồi, là quý vị này sẽ được chứng ngộ được đắc đạo quả là A La Hán. Vậy đó thì tri kiến tức là trí Phật, tức là trí huệ Phật, trí huệ của Như Lai. Cháu còn nói cái người đời như mấy đứa này như cô gì là không có gọi là tri kiến được, nó có thể là trí, đó là trí, là trí, gọi là trí khôn, trí ngu vậy thôi, trí thông minh vậy thôi, chứ còn không gọi là tri kiến à. Hoặc mới có tri kiến. Dạ sư ông ơi, thì có một anh nhà con á, nhà con là nhà sư ông giảng về thực hành cái biết và kiến tánh đó sư ông. Mấy cái gì này cũng rất là thông minh, trí huệ rồi đó. Dạ. Nó vậy hỏi cho mấy cái đó là không có tầm thường rồi. Dạ, cô không biết hỏi đâu. Ảnh là người tu quá sư ông. Mấy giờ mấy chú này là không biết hỏi cái đó rồi. Dạ, ảnh là người tu. Cái đó đó, Bằng Đạo giảng cái đó là những cái bậc tầm thường cũng như chú này hay là những như cô chẳng hạn như cô, chẳng hạn như cái người tu mà học đạo chỉ là biết cũng chút đỉnh thôi. Chứ còn cái sự mà thông minh trí huệ không có là Bằng Đạo chưa có thể dạy đạo tới mức đó nổi. Bởi vì bằng cái đó là Bằng Đạo chỉ giáo, Bằng Đạo dạy đạo là biết chú có cái trí huệ rồi nha, biết cái trí huệ thông minh, trí huệ sáng suốt lên tấn bằng đạo dạy đạo, rồi Bằng Đạo giải về cái đó là tu điện đạt tới cảnh giới tối cao rồi, đạt cái tới đó là tới cái pháp không rồi đó, cái sự hiểu biết đó là cái đó là đạt tới cảnh giới đó là cái pháp không đó là mới là Bằng Đạo mới dạy đạo, mới dạy đạo dẫn dắt chú sanh để mà cho chứng ngộ được đắc đạo quả, đó là nó có thể là tiến bộ lên cơ bậc là quả thánh rồi đó. Cái đó là ví dụ như mà bây giờ cô là cái người tu. Dạ. Tu cái người nào tôi biết cái đâu tôi nói cái đó. Dạ. Biết cái đâu cái đó.
cái mà cái sự cái sự thông minh trí huệ sáng suốt tinh tấn của người ta đó mình đều biết hết đấy, mình thấy cái trình độ của người ta đó, cái trình độ cái lý thuyết của người ta đó, đạo hạnh của người ta nó cao thâm tới cái mức nào mình biết hết đâu. Còn nói về cái người mà như cô nè, như cô á là bây giờ cô không cần tu, không cần chung cái niệm mật gì nữa, là cô cũng được giải thoát, cô cũng được, cô mà cô cũng không có gì đó cơ bản. Cô á là cô à, khi mà cô không còn ở cái cõi đời này nữa là cô về trời, cô về cung trăng hay là về mấy cái cảnh đêm á, bởi vì cái người có cái cõi ở đâu người ta đem cô về đó, chứ không có cô không có để cô mà đi vậy đi ba. Bây giờ cô gì đó cứ gạt, nó không cho, nó ta rước mày về mẹ rồi. Khi mà cô mãn cái ở cái cõi trần này đó, mãn hạn cái ở cái cõi trần nữa là người ta đem về hết, ở đâu đem về đó, ở cõi trời sẽ đem về cõi trời, có tiên rồi có tiên, ở cung trăng sẽ đem về cung trăng. Sư ông, em muốn hỏi kia, sư ông nhìn kiếp trước của em là thế nào sư ông? À, bằng đầu có cần nhìn mà đâu biết hết trơn rồi nhìn cái gì nữa mà nhìn. Thì sư ông tiết lộ cho em biết đi. Tiết lộ cho con chút tôi biết sao. Khi mà chú tới đây gặp bằng đạo, đời này kiếp này gặp bằng đạo đây, là cái duyên lành chú đã đến rồi. Đời này kiếp này của đến, chú đi đúng chỗ rồi. Chú đến đây không phải là chú đến đây. Trời Phật dẫn dắt chú đến đây, đưa đường dẫn lối cho chú đến đây đi gặp bằng đạo đó. Tôi nói bằng đạo ngồi đây nè. Mà Đức Phật Quan Âm là cái ông đó ở thành phố á. Đức Phật Quan Âm ở đâu đây mà Đức Phật Quan Âm biết đâu đó. Chỉ dẫn biểu ông đó, không có thấy trên mạng đó, không có thấy mạng nào hết. Biểu biết tìm tới đây ngay đó, để gặp bằng đạo ngay. Mà cái ông đó nha, cái ông tu mà tôi ăn chay. Mà đạo anh cũng ghê rút lắm, ông tu lắm. Tôi quả là tôi khó hành đó, tôi quả y gan bằng đạo kia đó. Anh ở đâu mà ngự sứ mà sao cũng giúp mình. Các anh lợi là không nhà không cứ bỏ buổi lại đêm đó lắc rồi ăn gì đó. Đức Phật Âm biểu bảo mình xuống đây thì bằng đạo ra mắt bằng đạo á. Vậy đó chú biết á. Bởi vì chú á là cái người có cái căn tu từ trước. Cái căn tu dưới nó cao dài, căn tu dưới mà chú vô có đắc đạo quả nha, thành ra không có được giải thoát, nên chú phải còn tái sinh ra làm người ở trên cõi này, cái cõi đời này á, nên là kiếp này á chú mới là đi bước vào đi tầm đạo, bước vào con đường tu để mà học cái sự tu tập, học để mà tu tiếp tục để mà đắc đạo quả. Nếu kiếp này á mà chú tu một kiếp này mà lại đưa đức hạnh đắc đạo quả đó, thì chú không còn luân hồi trên cái cõi này nữa, đó là giải thoát đó. Mà nói về cái gì đâu á là chú à, chú cái người căn cội ở đâu là chú về đó. Còn nếu như chú không có căn cội á, không có căn, không phải là con ông nào, không phải con bà nào, không phải tử của ông nào, không phải tử của bà nào nha, là chú về đất Cực Lạc là Đức Phật á. Bởi vì chú này đứa hạnh á thì đâu có quỷ sứ nào mà chú mà chú lại bỏ cái xác này rồi á, không có quỷ sứ nào dám bắt chú gì ra tại chơi á, không có. Bởi vì là chú có đức hạnh rất đầy đủ á, rồi Đức Phật sẽ đã đem chú về đất Cực Lạc để mà ở đất Cực Lạc để mở phước thành ra Đức Phật, phước hay là bảo Đức Phật không có rước chú là cho đệ tử cho rước chú để đem về đất Cực Lạc chứ không ở cõi nữa. Chú về đó là chú được an lạc, là chú còn không khỏi cha mẹ sinh ra nữa, không còn phải chết nữa. Con người á còn đầu thai cha mẹ còn sanh đẻ lên cái cõi này nữa, là cái cõi trần gian này nữa, đó là gọi là luân hồi. Chứ còn luân hồi là nếu mà còn luân hồi này còn phải chết. Luân hồi chú có 100 năm thôi, một cái thọ chú có một cái con người có 100 năm thì cũng chết, chú cũng chết.